lẹ lẹ đi, xe người ta chờ ở ngoài kìa. Con đi nha má. Con nhớ giữ gìn sức khỏe nghe xíu. Nếu mà thấy làm được thì làm, còn con không làm được thì về với má nha con. Dạ con biết rồi. Má đừng có lo cho con. Má nhớ giữ gìn sức khỏe nha má. Ừ. Tôi đã ứng trước cho chị 1 tháng lương rồi đó. Ở chỗ này tôi quen biết nên uy tín lắm. Chị đừng có lo gì cho con xíu hết trơn á. Con đi nha má. Má không muốn con đi chút nào hết. Hay là con đừng đi nghe xíu. Má trả tiền lại cho dì Chính nha. Đâu có được đâu má. Con đi làm rồi có gì con xin nghỉ con về thăm má sao nha. Con sẽ về thăm má mà. Thôi đi 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 đi. Ở đây với Sài Gòn có bao nhiêu xa đâu. Cỡ 2-3 tháng nó về nó thăm chị. Con má giữ gìn sức khỏe nha má. Đi đại đi. Đi đi con. Đi đi con. Đi đi con. Con đi rồi con về mà má. Lẹ lên, xe người ta chờ kìa. Má giữ sức khỏe nha má. Đi lẹ lên. Đi lẹ coi. Từ từ. Lẹ lên mày. Nhanh đi. Mày đẩy dữ vậy. Đi. Lẹ lên. Ta đi. Đây. Lẹ coi. Nhanh lên. Đây. Lẹ lên. Lẹ. Từ từ. Nhanh đi. Cái con đi thiệt á. Đi kiểu này chị nào mới tới. Nhanh lên. Lẹ lên mày. Đi. Đi cà rơi hả. Lẹ lên mày. Nhanh lên. Đi nhanh lên. Con mẹ. Lẹ lên. Ê. À, mày á. À, từ từ mày. Mày chết bộ mày. Nhìn lên. Lại bị đánh chú sợ. Đừng có chạy. Chạy đi. Giúp cô hả. Đi lẹ mày. Lẹ mày. Lên. Rồi rồi rồi. Chứ. Đánh bây giờ. Lẹ lên chứ. Từ từ là anh ơi. Đi. Đi ra. Nhìn lên. Nhìn lên. Chết mày. Leo lên lẹ coi. Đi. 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 Từ từ. Đi. Đi thôi mày. Đi. 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 Kéo thôi. Đi. Đi. Nhanh lên. Nhanh lên. Nhanh lên. Đi. Nhanh lên. Đi. Đi mày. Trời ơi, đây đâu có đủ đâu. Đưa thêm đi chứ. Đi. Đi. Lên xe. Nhanh lên. Lên cho mày. Lên. Lên. Ai. Đi nhanh đi. Lên. Đi. Từ từ. Đi nhanh lên. Đi. Đi đi. Đi. Lẹ lên thôi. Nhìn gì. Đưa mày. Đưa mày. Đưa mày. Chạy hả. Chạy hả. Đây là đâu vậy. Thả tôi ra. Mày già hả mày. Đứa nào la, giả tét bỏ nó cho tao. Bỏ đó nó cho tao. Đi mày. Đó này nữa. Đi lên. Đi. Vô đi. Mày. Đi. Tao nói cho tụi bay biết. Tao đã bỏ số tiền lớn để mua tụi bay về đây. Thì coi như tính mạng của tụi bay đang nằm trong tay của tao. Con nào mà dám chống đối với tao, tao sẽ đánh cho mềm xương, rồi bỏ đó luôn đó. Còn đứa nào mà ngoan ngoãn á, thì cơm ngày 3 bữa, quần áo lành lặn, son phấn đầy đủ. Tôi xin ông, không tôi xin ông mà thả tôi ra đi, làm ơn đi mà. Đi mẹ chưa? Trời. Còn gì? Đừng đó, đừng đi đó. Ha ha ha.
mày mà la một lần nữa, tao sẽ cắt cái lưỡi mày luôn đó. Con này nó đẹp nè, tụi mày có đánh nó cũng phải chừa cái mặt ra nghe chưa, để nó còn hốt khách cho tao nữa. Mày nghe chưa? Dạ. Mày liệu hồn mày nghe mày. Chị có sao không? Chị có sao không vậy? Có sao không? Có ai biết, ai nói cho tôi biết ở đây là đâu không? Đây là Động Thiên Đường. Động Thiên Đường? Động Thiên Đường là gì? Là nơi mà tụi tôi phải tiếp khách mỗi ngày đó. Nếu mà ai chống cự rồi không chịu tiếp khách thì sẽ bị ăn đòn mềm xương đó. Thả tôi ra! Thả tôi ra đi con! Làm ơn đi! Thả tôi ra! Tôi không muốn ở đây! Thả tôi ra! Thả tôi ra! Thả tôi ra đi! Thả tôi ra! Làm ơn đi mà! Thả tôi ra đi. Tao nghe nói mày không chịu tiếp khách phải không? Tôi không làm chuyện này đâu. Mấy người thả tôi ra đi. Con chó! Ngửi mày! Mày tưởng mày trốn ra khỏi đây dễ lắm sao? Mày phải làm trả nợ cho tao 3 năm. Rồi sau đó mày muốn đi đâu thì đi. Tôi không mắc nợ các người. Mày không mắc nợ tao hả? Nhưng mà đã có người bán mày cho tao rồi. 39. 89 về đây tao không cần biết. Tao đã mua mày về đây thì mày phải làm việc cho tao. Các người, tôi xin các người, các người bắt tôi làm gì cũng được hết, nhưng mà đừng có bắt tôi tiếp khách. Mày đã vô đây á thì chỉ làm nỉ chứ còn gì khác đâu mà làm. Nếu mày ngoan ngoãn chịu nghe lời á thì tao sẽ nương tay, còn không á tao sẽ cho mày no đầu đó nha con. Không, tôi không tiếp khách đâu. Mày lôi nó ra ngoài, treo nó lên, bỏ đói nó 3 ngày, coi nó còn chống nữa không. Dạ. Đi. Không. Đi. Tôi không tiếp khách đâu mà. Tha cho tôi đi. Tôi không tiếp khách đâu. Ông tha cho tôi đi. Ông tha cho tôi đi. Tha cho tôi đi mà ông. Đi ra ngoài đi. Có sao không? Có sao không vậy?
Thôi ngủ đi, không sao đâu. Ngủ tiếp đi, không sao đâu. Đừng có mệt đây. Ngủ đi, ngủ đi. Ờ. Nè, ngủ đi. Thôi ngủ đi, không sao đâu. Gì vậy? Dậy, dậy. Dạ. Nó trốn rồi kìa. Dậy lên, dậy lên. Có sao không? Sáng lên. Ây, ây da. À, ây da. Đó kìa. Nó cái bóng mình kia kìa. Còn là phải không? Đi đi, đuổi theo. Chị đi đi, em đi hết nổi rồi. Chị đi đi, không biết là chết đâu. Đi đi, hai chị em mình cùng đi. Cổ lên không? Không phải là chết đâu. Chị đi đi. Không. Đi đi. Đi hết. Đi không? Lại cùng kia. Lại. Tới rồi kia. Đi đi. Chạy nhanh lên. Đi đi. Chạy đi. Đi. Chạy đi. Ây chạy. Ây chạy hả? Mày làm ơn có thể đứng yên một chỗ giùm tao được không Khương? Nhức mắt quá. Nè, hai đứa mày có chắc là Trúc Trà đi đường này về không? Sao không chắc được? Tao với thằng Bình á là hai thằng bốn con mắt, thấy nó đi vô cái đường này nè, nên tao mới kêu mày á tìm cách chặn đầu nó đó. Sao bây giờ chưa thấy tới nữa? Thì tao cũng như mày thôi, sao biết được. Ê, 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 tới rồi, tới rồi. Tới rồi, tới rồi, tới rồi, tới rồi. Vô, vô. Đâu người đẹp, người đẹp đi đâu vậy người đẹp? Mà anh tránh ra cho tôi đi về đi.
đạp xe đạp mà về tới nhà là mỏi chân lắm. Để xe đạp đây đi, lên xe đít anh đậu đằng kia. Anh đề máy. Đúng rồi. Anh chở em đi uống cà phê, đi ăn kem, ra thị trấn coi cinema tối về hén. Đúng rồi. Sao? Chúng ta chúng ta đi về có được không? À, về hả? Về đi. Về đi. Về đi. Người ta hết muốn về rồi. Vậy không được. Không thả ra, tôi la lên bây giờ á. La đi. Thôi, bây giờ không nói nhiều nữa. Lấy xe rút trà, bỏ lên xe rít để tao đưa trà về. Nhanh lên. Mày đó, mày đi đây. Mày đi đây. Mày đi. Cứu tôi với. La, ở đây có ai đâu mà la. Trời mày làm gì con gái tao hả? Tụi bay mà đụng tới con gái tao là tụi bay mềm xương nghe chưa? Ủa cha tụi bay, tối ngày ăn no đi phá lạc phá số không à? Con có sao không vậy? Con không sao đâu, mai mà ba tới kịp á. Một lát ba đi giao trà ba mắng vố ông Kha cho coi. Thôi ba ơi, ba bỏ đi, ông Kha ổng dữ lắm á. Trời ơi, dữ thì kệ ổng chứ làm gì phải sợ ổng. Ổng không mua trà của mình mà đi bán cho khác. Ủa sao con đi học về mà đi ngang qua đây chi vậy? Sao ổng về nhà? Tại vì con muốn chờ ba về đi chung với con. Cũng may là ba đi lấy mấy bao trà đó nên đi ngang qua đây gặp con á, chứ không thôi là mệt với cái đám yêu quỷ này nè. Thôi đi về. Dạ, chào đại ca. Lâu quá không thấy ông chủ qua đây chơi. Dạo này mần ăn khó khăn, chứ đâu có dư tiền mà qua hoài. Ông chủ cứ xạo hoài. Còn Xíu đâu? Tới lần nào á, ông chủ cũng hổ Xíu không à. Biết bao nhiêu con mà ông chủ không mê, lại đi mê con nhỏ đó. Mình dây. Đúng cái gu ngộ thích nên ngủ khoai. Tụi bay đâu? Biểu coi. Dạ. Dạ. Mày vô kia con Xíu á, chuẩn bị sạch sẽ đi. Dạ. Để đón tiếp ông chủ. Dạ đại ca. Đi đi. Dạ. Dạ cảm ơn ông chủ. À, ông chủ à, để em nói ông chủ nghe. Khoái được phải không? Tụi bay cứ chọc mọ hoài à. Không cần đâu, kêu Xíu tiếp đi. À, dạ dạ, à, mời ông chủ. Vậy mới được dạ, cha. À, mời ông chủ. À, đi đi. Dạ dạ, thứ này. Chào em yêu. Sao thần sắc của em lúc nào cũng nhợt nhạt vậy? Lại đây em thương. Hôm nay tôi mệt quá. Đổi người tiếp ông được không? Em có biết không, Ngộ rất là thích em. Nếu như ông đưa tôi ra khỏi đây, tôi sẽ là của ông. Được ha.
Vậy tiếp khách rồi. Anh ơi, hôm qua giờ em tiếp khách quá trời. Sáng giờ em cũng tiếp khách quá trời, em mệt rã người. Em sợ không đủ sức khỏe, em xỉu á. Xỉu hả? Dậy mày. Dậy. Có ăn cơm không? Có ăn thì có đà mày. Mày tính tránh né tao hả? Mày không thích ăn cơm mà muốn ăn đòn phải không? Cho mày ăn đòn nè. Con này. Nè. Ông mày làm gì vậy? Nó làm đi tù đó. Mày im cái miệng mày lại mày. Mày ngon quá ha. Tại có khách yêu cầu nó. Còn không quá hả? Tao lôi đầu mày đi rồi. Đi mày. Đi. Đi. Dạ chào anh. Dạ cảm ơn anh. Đứa nào thường tiếp ông A Quẩy? Dạ em. Thôi, mày tiếp hoài à. Hôm nay mày nghỉ một bữa đi. Tuyến, tra tiếp ông A Quẩy. Anh ơi, hôm nay em mệt quá. Anh cho em nghỉ ngày hôm nay nha. Hôm nay chị Tuyết chỉ mệt, cho em như thế chị nha. Sao hôm nay mày nhiệt tình quá vậy? À, hay là ông A Quẩy cho mày tiền rồi mày giấu riêng đúng không? Dạ. Đây. Dạ không có, em không có tiền thiệt mà. Em không có tiền đâu. Dạ tại vì chị Tuyết chỉ bệnh mà em lại là khách mối của A Quẩy, nên cho em đi thế nha. Mày tốt quá ha. Đi đi mày. Dạ. Đi lên mày. Định đưa tôi đi hả?
em vô đây. Chào mấy anh em. Giới thiệu với mấy anh em, đây là Xíu, vợ của anh đó. Em đừng có sợ. Cái này á, là nhà của anh. Em về đây em làm vợ lẽ của anh á. Cái nhà này là của em, em đừng có sợ gì hết. Thấy không? Còn đây là mấy anh em của anh không à, anh em ruột đó. Em đừng có sợ ha. Em của anh thì cũng là em của em, thấy không? Chào mọi người đi. Rồi vậy ha. Em ơi, lên lầu. Nè, em nhìn đi. Đây là phòng của em. Tất cả mọi thứ ở đây đều thuộc về em. Tôi muốn em. Tôi muốn tắm. Em nghĩ mệt đi rồi tắm. Đâu có gì đâu mà vội vàng. Không, không. Tôi muốn tắm trước đã. Em tắm đi. Nhà tắm ở đâu? Dậy. Dậy đi. Có chuyện gì vậy ông? Dậy đi, xuống nhà có việc. Lẹ lên. Đây. Dạ anh hai uống nước. À.
Gia đình tôi á, có ba anh em ở chung trong nhà. Kể từ bây giờ, cô á là người ở cho cái gia đình này, phục vụ cho ba anh em tôi, rồi nấu cơm nè, lau nhà, giặt đồ cho tất cả mọi người. Biết không? Biết không? Dạ. Mà tôi nói nè, ở đây á, ở cái vùng này á, cô không có được đi ra ngoài, cô biết chưa? Cô đi ra ngoài mà không có giấy tờ á, làm quản là bị bắt ở tù đó. Tôi nói cho biết vậy đó. Nghe chưa? Dạ. Rồi giờ thấy gì không? Thấy cái gì không? Dạ thấy. Thấy thì làm đi. Đợi gì nữa? Đi ra đằng sau đi, còn đứng đó nữa. Dạ. Trời đất ơi. Làm gì mà giờ này ngồi đây khóc vậy? Sao không xuống dưới làm việc nhà đi? Cơm nước gì nấu chưa? Tôi bị hai người em của ông cưỡng hiếp. Cũng chuyện bình thường thôi mà. Trước kia đó, cô cũng từng ngủ với bao nhiêu thằng đàn ông. Bây giờ cho mấy anh em tôi hưởng thụ chút cũng đâu có sao đâu. Ông nói cái gì vậy? Ông hứa là cưới tôi về làm vợ lẽ, ông phải bảo vệ tôi chứ. Không có nói gì nhiều hết á. Đi xuống dưới làm việc. Tao đã mất bao nhiêu tiền mới đem mày về đây được, thì mày phải làm việc cho tao. Biết chưa?
Đi xuống dưới làm việc. Vô. Vô. À, vô. Vô. Vô vẻ nha. Đã thiệt. Áo phải gấp mồi, gấp mồi. Dạ dạ. Gấp mồi ơi. Trời, mọi gì mà kỳ cục vậy? Xíu đâu? Xíu đâu? Dạ. Đem thêm mồi lên. À, gấp đi, mồi đang lên. Ừ, được rồi, để tôi tự nhiên. Nè, mày làm gì mà nhìn vợ tao dữ à? Hả? À, mày muốn ngủ với vợ tao à? Nó giỡn chơi hoài mày. À, tao nói thiệt. Mày thích thì tao cho mày ngủ với vợ tao, cho mày xài ké luôn. Không hối hận nghe. À, không hối hận. Quân tử, quân nhất, tử nhất ngôn. Vô, vô. À, vô đây, vô đây, vô đây. Vô, à, vô đây. Vô. À, Siêu à, Siêu. Dạ. Còn mồi không đem lên đi. À, đứng lại. Đi đâu à? Ngồi xuống đây biểu à. Đứng nữa làm gì? Kêu mày đứng ở đây hả? Đi qua đây cho tao. Ngồi xuống đây. Ngồi sát vô. Ngồi vô. Nè, mày cầm ly này. Mày mời bạn của tao đi. Ừ. Cầm dạ lên. Vô. Em không uống được đâu. Mau uống đi. Mời lẹ uống lên đi. Mau uống đi. Nè. Ê. Uống đi. Uống đi. Làm gì vậy? Buông tôi ra. Tự nhiên ra. Nhanh xuống. Nhanh lên. Buông tôi ra. Buông tôi ra. Điểm đi. Buông tôi ra.